Hello anh em và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ solo squad nha. Vâng, nhảy military base không có ai các bạn. À, có người này. Có một ông đang lút dạo ở đây. Uầy. Mình nghĩ là có đồng đội. Nóc mồ này. Confirm này. Rồi, nóc 2. Nóc 3 này. Còn 1 thôi. Gặp phải team lút dạo các bạn. Cơ mà không biết là ông cuối cùng ở đâu đây. Tức là không ở gần đây các bạn. À, có tiếng súng này. Vâng, hình như là một ông người với lại một ông bot. Để mình gạt giò cái nhẹ, mình chạy xuống xem thử. Vâng, chắc mình sẽ bắn flare gun ở đây. Hợp lý không các bạn? Đây là một trong những khu nhà rất là đẹp ở Pochinki. Có rất là nhiều team nhảy vào Pochinki nhưng mà không giao tranh trong Pochinki, ra ngoài đây giao tranh các bạn ạ. Bạn biết sao không? Đứng ngoài này bắn giả bot ấy, xong rồi mấy bạn háo bot chạy ra, thế lại là lên bảng điểm số luôn. có xe công đến này. Một bé này. Hai bé này. Hình như có 3 thôi thì phải. Rồi, nóc 3. Clear. Ui. Yếu phải anh em ạ. Team trong Pochinki. Ui, trong nhà kê mình kìa. Kê mình cho bố này đầy. Khá là khó chịu. Ui. Mấy cái xác bị gạt mất hết rồi. Cáo thực sự. Này thì không làm mà muốn quan này. Người ta bảo rồi, không làm mà muốn quan ý thì chỉ có ăn ấy. Ăn ấy ấy thôi. Đào đâu ra cho các ông ăn lắm. Tôi sầu đời rồi các ông ạ. Tôi tiêm chích đây. À, video được thực hiện bởi những vận động viên chuyên nghiệp. Các bạn không nên thử tại nhà nha. Đây này. Bé này. Bên này. Rồi. Hợp lý. Bên ngoài vẫn còn tiếng chân này. Đâu vậy ta? Vâng, đây nó chỉ là một con boss mà thôi. Còn người anh em ạ. Hai con boss. Rồi, lia này. Úi giời, ba con boss luôn ạ. Vãi chưởng. Ui, lại có xe này. Nóc 1. Rồi. Hai bạn đi ăn Thình đúng không? Nhưng mà đen cái là Thình có chủ rồi. Chắc là hết rồi anh em ạ. Khói Thình tắt rồi các bạn. Tiệc đã tàn rồi. Ở trên đồi có tiếng súng này. À, gốc cây. Kêu luôn này. Bạn ấy bắn ai vậy ta? Bên gốc cây bên này. Ui, mù mất quá.
trên đấy hình như là hai người em ạ. Mình thấy có một ông nào trên gốc đá nữa. Tầm này khá là khó nhìn. Bo còn mười mấy giây thôi các bạn. Đây này. Chắc mình sẽ lượng vào bo trước đi. 10 giây nữa. Mấy ông này không chạy bo à? Rồi nóc này. Ui sẽ hết xăng ạ. Ấy à, chạy này. Nóc này. Rồi. Còn một ông nữa, nhưng mà thôi. Bỏ đi. Quay đầu là bờ các bạn. Ui, không quay đầu được luôn này. Ui, cái định mệnh. Không được rồi. Này không cho quay đầu rồi các bạn à. Ui giời. Nãy rồi ông bắn, bây giờ bắn kinh thế. Khiếp thực sự. Tầm này bo nó cũng đau rồi các bạn. Bo đang chạy mà nó đau như này rồi. Lát bo chạm phát là giật từng cơn luôn đấy. Không chạy sớm là coi như chết bo ấy chứ đùa. Mình nghe thấy mấy ông bên nhà C bắn nhau căng lắm anh em ạ. Không sang hơi phí. Ê à. Cái gì đây? Trời ơi. Thơm vậy trời. Vâng, bên trong nhà xe bắn ra rất là nhiều các bạn. Bên này như có một ông ấy. Tại vì team bên này chạy vào mà. Oh, lia rồi. Trời ơi. Một ông chết bo, còn một ông bị bắn gạt. Rồi, bo vẫn tiếp tục ở nhà C. Cơ mà có cái căn nhà này ở giữa bo này cũng được phết. Ui, nóc nhà C kìa. Đây cũng có hay sao ấy. Mình nghe tiếng chân gần này. Nghe bên cửa đối diện thôi. Cho một quả bom vào. Ui, chạy mất rồi. Có lẽ nào 1v3 không ta? Nghi nghi lắm à. Ui, cái lỗ này không ai. Sợ thế. Em đứng ngay trước mặt thôi. Đây, bên này có tiếng chân này. Trời ơi, không làm gì vậy. Tính bén ai gì. Này thì tính bò ra ngoài cỏ bén nào đúng không. Làm sao mà cứu được đây. How to cứu. Mình sẽ đợi nó lên các bạn ạ. Không cứu được đâu. Bây giờ hai thanh niên còn lại sẽ nghĩ cách để bắt mình. Trời ơi, ông vẫn bò vào cứu á. Khó lắm. Một ông chạy sang đây rồi này. Ai nồi. Nằm ngoài cỏ này. Trời ơi. Ninja sai kích. Mấy ông này toàn chơi bé na ấy nhở. Này thì bé na này.
khổng lồ nữa. Ông còn lại bên này nè. Ui. Vãi trưởng tưởng vô chứ. Khó rồi đúng không? Khó rồi đúng không? Không đập chảo được các bạn. Uầy, lao vào luôn ạ. Ghê thế. Vâng, chắc mình sẽ kết thúc video này tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Bye bye.